Xin chào các bác. Hôm nay tôi đang có mặt ở chỗ trước cửa sân vận động Mỹ Đình nhá. Thì đang có một cái triển lãm sinh vật cảnh ở đây, làng nghề của quận Từ Liêm ấy. Thì ở bên ngoài họ bày rất nhiều cây cảnh đấy ạ. Bác sĩ nhá, có đến là khoảng độ 200 mét đường ở đây được bày bán những cái cây rất là khủng. Đây, bác xem nhé. Bây giờ tôi đi xin phép đi vào chi tiết một số cái cây bác nha. Đây là khu phôi xanh, cây rất kinh khủng. Anh cũng mấy con xanh kiếm anh. Nó đang trên này. Những cây to này thì tôi phải đứng xa mới quay được hết. Đấy bác xem, so sánh những cây này với các bạn này. Đây là một cặp nhé. To quá tôi không thể quay hết được. Cặp đối nhau đây. Trong kia rất nhiều. Bên này là bên phía cánh trái của cuộc triển lãm ở đây ạ. Cây lộc vừng này. Các bác nào mà ra đây mà mua cây thì tuyệt vời đấy. Cặp hoa giấy tím. Ba cây hoa giấy tím, bốn cây hoa giấy tím. Ở đây rất nhiều cây to. Thì những cây bonsai thì tí tôi sẽ quay chi tiết, còn những cây to này thì hơi khó để quay được chi tiết đấy. Đây có một con nam điền nhỏ nhỏ này. Mai chú thủy rất nhiều. Kìa các bác, các cái phôi xanh đang ở trong này. Gốc khế. Những cái phôi xanh đây, một con xanh cực kỳ khủng đây. Toàn những cây rất là cổ thụ. Con cần thăng rất là nghệ thuật. Đang nha. Đây các bạn nhìn này. Đây, cái cần thăng rất khỏe, rất nghệ thuật. Xin phép là quá nhiều cây nên tôi muốn cố gắng là muốn quay hết các cái cây ở đây, cho nên là không thể chi tiết từng cây được ạ. Là hán lúa này. Kìa, xanh. Đây một con cần thăng nữa, rất nghệ thuật. Con rành kia. Đây là con si trắng. Đây, mặt sau con cần thăng này nhé. Cây hải châu rất hay. Linh sam. Mênh mông quá các bạn.
chắc có lẽ phải quay mấy ngày mới hết được ở đây. Tranh thủ thời gian. Cây mấy cây nguyệt quế lúa. Nguyệt quế đâu nhỉ? Đúng không? Nguyệt quế. Hai con linh sam đúng không? Cái phôi khế này. Rất nhiều những phôi khế cổ thụ. Chỉ có ra tận nơi thì mới thỏa mãn được, mới nhìn thấy được những cái chi tiết của từng cây các bác. Cái quay này thì hơi khó. Đấy, rồi cái khế này. Thân nó cứ như là nổi mụn, nó nhọt. Rất bay. Chậu, những cái chậu rất là đẹp. Đây, hai cái phôi khế nhìn như là con kỳ lân ấy. Hai con kỳ lân, cặp kỳ lân khế. Phía bên cánh trái đây nhá, phía bên cánh phải là bên kia rất nhiều. Tôi phải đi từ từ. Con sành rất là kinh khủng. Này mấy người ôm. Đây khu bên này. Một dãy nguyệt quế mà tôi rất thích kìa. Đây. Có cây vú sữa này. Vú sữa rất nghệ thuật nhé. Bác nhé. Rất thích đấy. Này có quả nữa thì tuyệt vời. Vú sữa nghệ thuật. Cây nguyệt quế nhỏ nhỏ. Ở đây họ bán rất nhiều đấy ạ, trưng bày và bán luôn đấy ạ. Các bác nào mà kết thì ra quất đi. Chí ít ra thỏa mãn cái đam mê. Đấy, cái gốc của cái cây vú sữa. Nguyệt quế. Xanh si, la hán hay là những cây lộc vừng to này xin phép không quay được hết đấy các bác. Quay những cây nó vừa với ống kính này thôi. Quế. Rất nhiều khế cổ thụ, bệ cực khủng. Rồi bên này. Đây này, con nguyệt quế này mới gọi là con vĩ đại. Các bạn nhìn. Đấy. Tôi phải đứng xa 5 mét mới quay được hết. Đấy nha. Đẹp quá, cây này mê quá các bạn. Bệ rễ rất là, không cần dày nhưng mà rất là đều, nhìn rất là đẹp, tự nhiên.
Đấy. Mặt sau bác nhé, cây này rất rất chuẩn, các mặt rất chuẩn. Bởi vì là đang trưa nên không hỏi được giá, xem là như thế nào, mình tham khảo thôi chứ chắc chưa có tiền để sắm được những cái cây ở đây. Đấy, con nguyệt quế thác đổ. Trực viền này. Các bác có biết là cây gì đấy không ạ? Tôi thì tôi biết cây này, bởi vì là đây là một chủ củ cây gấc rất lâu năm, cây gấc các bác nhé, gấc quả, gấc trái. Bởi vì nhà tôi có một số cây này và cứ hàng năm thì cắt đi thì nó sẽ sùi lên như này, nhưng mà sùi to này thì cũng chưa thấy, rất hiếm. Đấy, gấc trái nha các bác, xứ đỏ. Nghe quái. Tôi có đặc biệt là rất là thích nguyệt quế. Đấy. Thích cái da, cái thân của nó, cái lá và quả hoa, hoa thì dừ vô cùng thơm rồi. Đấy. Đây. Đây các bác nha. Ừ, cây này. Mê ly. Chắc thì trong Nam trở ra thì có. Và cái tác phẩm vĩ đại. Một số cây bonsai nhỏ hơn. Ổi này. Hai con hoa giấy trầu vào nhau. Chắc sẽ làm mấy clip một cái thì tổng quát, còn những cái sau sẽ đi chi tiết những cái cây đẹp của bác nhé. Bây giờ là tôi thấy rất nhiều người lại quay lại chơi với Si. Bộ tam đa rành rành đấy. Bộ tam đa rành rành. Rất hay đấy. Khế đẹp quá bác. Hơi sâu, hơi vướng, không vào được. Kinh này. Khế nha. Mài chiếu thủy. Mài chiếu thủy.
Vâng, vàng tím, vàng tím. Búi khế chua. Búi khế chua các anh. Đây là con mun đen. Mun đen. Ô. Quả gai rừng này. Quê tôi mọc rất nhiều nhưng mà tôi cũng chả biết tên nó là gì. Các anh thấy ở đây rồi. Nó cũng giống giống họ linh sam ấy. Hoa này, quả này. Trước tôi về tôi định trồng mấy cây này này. Và xem mấy con này. À, mun đen. Của bác Lê Xuân Giao. Lê Xuân Giao này. Được cái thân quái. Này không có phải lựu không ạ? Không rõ. Rất giống lá lựu. Đây, những cây mai xíu thủy thì bạt ngàn. Lộc vừng. Nghệ thuật. Đây một quế nữa. Giấy. Đang là hơn 12 giờ trưa rồi các bạn, 12 rưỡi. Nhưng mà tôi đi qua đây thì mê quá, không thể nào mà không quay được. Nên là xin phép được quay quay tổng quát trước. Sau là sẽ có những clip mà chi tiết để các bác xem nhé.